Bảo Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây ha. Thì qua 2021, Bảo Sơn tiếp tục lại cập nhật những model mới để cho bà con mình dễ chọn lựa và cách chọn lựa như thế nào cho phù hợp với mình. Có những dòng máy nhiều khi mình muốn mua mắc tiền nhưng mà lại không xài được, và có những dòng máy tuy rẻ tiền nhưng mà lại phù hợp với mình hơn. Ở đây thì Bảo Sơn có 4 dòng máy trợ thính của Nhật ha. Ở đây là máy trợ thính có dây đeo nè. Ở đây máy trợ thính không dây, và bên đây là hai dòng máy trợ thính hạt đậu siêu nhỏ. Thì máy trợ thính ở Việt Nam mình có rất là nhiều hãng. Dòng rẻ nhất là của Trung Quốc thì rất là rẻ ha. Nhưng mà hàng y tế thì em nghĩ bà con mình nên chọn lựa những cái nào nó tốt tốt một chút để mình có thể sử dụng tốt cho sức khỏe mình hơn. Nhưng mà có những dòng mình không cần phải bỏ rất là nhiều tiền. Ví dụ giống như máy trợ thính này nè. Ở đây Hoàng Sơn giới thiệu 4 dòng để mình lựa chọn cái nào phù hợp với mình. Ví dụ máy trợ thính dây đeo, nó to, nó xấu nhưng mà công suất nó cực kỳ lớn, nó phù hợp cho những người lớn tuổi, dễ sử dụng. Còn như máy trợ thính hạt đậu thì công suất yếu hơn nhưng mà nó lại thời trang, phù hợp với dân văn phòng và phải đi làm. Và đương nhiên ông bà mình còn minh mẫn, nó nhỏ, mình còn sử dụng được thì mình có thể chọn lựa. Chứ không phải mình muốn máy trợ thính nhỏ là mình xài, hoặc là máy trợ thính to như thế nào đó nó phù hợp với mình. Thì ở đây mình có 4 dòng, bây giờ Hoàng Sơn sẽ lấy cho cả nhà mình xem nghe. Máy trợ thính Nhật này thì ở thị trường mình có mấy chục năm ở Việt Nam rồi, nên là cả nhà mình yên tâm ha. Đó là dòng máy trợ thính Rionet. Đây là dòng máy trợ thính có dây đeo, tức là mình có một cái máy và mình có một cái cọng dây truyền lên lỗ tai. Cái dòng này thì nó giống như là nồi đồng khói đá rồi. Đây mình có một cái máy dây ha, mà mình có một con dây truyền ra. Dòng này thì nó mã là HA20DX, Made in Japan luôn. Thì có một số dòng là sản xuất ở Đài Loan hay là như thế nào đó thì mình mua thì mình chú ý nghe. Cái này là sản xuất tại Nhật luôn nè. Mình nên mua hàng chính hãng nha, để được bảo hành và nó tốt cho sức khỏe. Giá của hãng niêm yết là 1.280.000. Đây, mình có cái máy và một cái cọng dây mình cắm vào máy ha. Rồi, cái lo thì mình cắm vào lỗ tai. Rồi, ở bên đây á thì mình xài viên pin 2A. Viên pin 2A, pin to. Nhưng mà sau này xài á mình nên mua pin tốt tí xíu để không chảy pin hư máy. Tại những cái dòng máy này á nó rất là bền, nhưng mà nếu mà chảy pin thì nó hư máy rất là tiếc. Đó tới 1.280.000 rồi. Thì trên đây mình có cái nút chỉnh lớn nhỏ. Rồi, công tắc nguồn và nút chỉnh lớn nhỏ ha. Ở dưới đây thì mình có một cái chỗ để chỉnh tông, trầm, bổng nếu mà mình thích. Thì trong video riêng á, Hoàng Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng và cách khắc phục lỗi tại nhà rồi, những dòng máy này. Đó, thì đây là dòng máy trợ thính này. Cái này nếu mà như ông bà mình ở nhà mà lớn tuổi đó thì phải xài loại này. Còn nếu mà xài máy này mà không nghe được nữa thì rất là khó kiếm được những dòng máy nào cái công suất lớn hơn ha. Cái dòng này nó hơi to, nó hơi cồng kềnh, có sợi dây xíu đó. Rồi, nếu mà như cả nhà mình quan tâm cái dòng máy này thì mình có thể xem video riêng của máy trợ thính HA20DX, máy của Nhật, trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Rồi, với lại bà con mình á, mùa Covid á, giống như mình bị lãng tai, ông bà mình bị lãng tai mà mình nói chuyện phải đứng gần á thì nó rất là bất tiện ha. Với lại khi mà mình lại gần á thì cái người đối diện á họ cũng ngại cái mùa Covid này nè, mình có giữ khoảng cách. Nên là em thấy hiện giờ bà con mình cũng sử dụng dòng máy trợ thính rất là nhiều. Ví dụ như đi học mình cũng phải giữ khoảng cách nè, đi làm cũng vậy, ra đi chợ hay là đi đâu đó. Nên là máy trợ thính hiện giờ á, nó cũng phục vụ khá là tốt cho những người bị lãng tai hoặc là nghe yếu ha. Rồi, đó là dòng máy trợ thính đầu tiên. Cái máy này thì sản xuất cũng lâu đời rồi, nhưng mà mẫu này rất là được ưa chuộng. Đây là hãng Rionet ha. Máy trợ thính có tiếng ở Nhật Bản, thương hiệu bản lớn nhất ở Nhật Bản. Rồi, cái dòng máy thứ hai là dòng máy không dây. Tất cả 4 dòng máy này đều bảo hành chính hãng 1 năm nghe. Nhưng mà nếu mà mình xài kỹ, đừng để chảy pin á thì nó xài cũng khá là bền. Rồi, cái dòng máy thứ hai rất là đẹp ha. Đó là máy trợ thính không dây, nó bằng ngón tay út nè.
mình gắn ở trên vành tay, ví dụ như vậy nè, mình gắn ở trên vành tay nè đó, rồi mình sẽ gắn cái cục nhựa này vào và mình sẽ cắt ngắn một lần, mình cắt để gài vào đây để cho nó phù hợp, để mình sẽ không cần phải cắt nữa. Thì bà con mình sợ rớt thì cái dòng này không có rớt đâu ha, nó nếu mà nó ôm sát vô bàn tay mình thì không có rớt. Thì cả nhà mình có thể xem video về dòng máy trợ thính HB23B trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Dòng máy này thì giá niêm yết của hãng là 2.150.000. Cái này thì dòng máy này phù hợp với ông bà mình nè, lớn tuổi nè, nó rất là gọn, không dây. Thì cái số lượng máy trợ thính này á là mà bên Việt Nam mình bà con mình xài rất là nhiều. Nó gọn đẹp hơn dòng máy trợ thính có dây, nhưng mà nó nghe lớn hơn cái dòng máy hạt đậu ha. Và giá thành thì nó nằm ở tầm giữa 2.150.000. Thì nếu mà như ông bà mình xài thì cái dòng máy này công suất cũng khá là lớn nè. Còn mình muốn quan tâm kỹ hơn mình xem thêm ha. Rồi bây giờ dòng máy tiếp theo là dòng máy hạt đậu. Cái dòng máy này thì nó chỉ có công tắc, bật tắt và chỉnh lớn nhỏ. Thì bà con mình hỏi là các dòng máy này có cần phải đi đo đạc hay không. Đối với những cái dòng máy trợ thính này á, là mình cũng không cần đo, tại vì nó hỗ trợ cho người bị lãng tai, bị giảm thính lực. Tức là cái giống như mình karaoke á, khi mà mình nghe không rõ thì mình chỉnh âm thanh lớn lên. Còn nếu mà lớn quá thì mọi thứ âm thanh lớn lên, tiếng xe cộ, tiếng này nọ lớn, mình cảm thấy ồn ào thì mình dặn nhỏ xuống, chứ không phải lớn là tốt ha. Chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Bà con mình chú ý chỗ này. Nếu mà mình chỉnh nhỏ thì mình vừa tiết kiệm pin nè, chỉnh phù hợp với tai mình nghe ha. Rồi đây là dòng máy thứ hai, và dòng máy thứ ba là hạt đậu. Dòng máy này thì người lớn tuổi và thanh niên đều xài rất là tốt, nó gọn nhẹ đẹp ha, tài trang. Và hai dòng máy còn lại đó là dòng máy trợ thính HM06, đây là dòng máy mới ha. Còn này là HM04. Thì hai dòng máy này nó rất là giống nhau, cái vỏ bên ngoài nó giống nhau lắm. Nó là một cái hạt đậu cỡ đầu ngón tay út nè, mình nhét thẳng vào lỗ tai. Nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Thì hai dòng này, dòng máy trợ thính HM04 là dòng máy tương tự giống như những dòng máy truyền thống này. Khi mình chỉnh lớn, chỉnh nhỏ ha, thì mọi thứ nó lớn lên, nhỏ nhỏ theo. Còn dòng máy HM06 này thì dòng máy kỹ thuật số. Ngày xưa đó, cái dòng máy này là 4.9 triệu ha. Hàng giá của hãng nhập về là 4.9 triệu, và dòng này là 3.7 triệu. Nhưng mà sau này thì mình nhập được số lượng rất là lớn, nên là cái dòng máy trợ thính HM06 này đã giảm giá về bằng với HM04. Nhưng mà tại sao dòng HM04 vẫn bán được ở Việt Nam khi mà có dòng máy? Tức là bà con mình trước kia đã xài cái dòng này rồi, nghe quen tai rồi, quen cái âm thanh đó rồi, thì mình muốn thích cái dòng cũ này hơn hơn là cái dòng mới. Thì hiện giờ mình vẫn còn cung cấp cái dòng này ha, nhưng mà về tương lai sau này mình sẽ ngừng cái mẫu sản xuất HM04 này mà thay thế bằng HM06. Rồi vì thì cái dòng kỹ thuật số nó khác cái dòng tương tự như thế nào? Dòng kỹ thuật số là khi mình chỉnh âm thanh lớn lên thì cái tiếng nhiễu nó cũng không có tăng theo ha. Giống như khi mình coi cái đầu đĩa ngày xưa đó, mình coi kỹ thuật số thì khi mà nó trong thì rất là trong, nhưng mà khi mà nó bị lỗi nó sẽ giật màn hình vuông đứng lại, mình sẽ không coi được. Đấy là tương tự kỹ thuật số là vậy. Còn tương tự là sao? Giống như cái tivi ngày xưa mà khi mà mình chỉnh anten không đúng thì nó bị hộp, mặc dù mình khó coi nhưng mà vẫn coi được. Đó là dòng tương tự. Thì đối với dòng kỹ thuật số á, như cả nhà mình thấy á, đối với dòng kỹ thuật số mà hàng chính hãng nha ở Việt Nam thì những dòng nhỏ như vậy thì vài chục triệu đến hàng trăm triệu một cái. Nhưng mà cái máy của Nhật này giá niêm yết của hãng là chỉ có 3.7 triệu thôi, là dòng máy của Nhật kỹ thuật số rẻ nhất ở Việt Nam bây giờ. Cả nhà mình thấy ha. Rồi bây giờ em khui máy ra cho mình, cả nhà mình xem. Rồi thì trên các video khác thì Hoàng Sơn có chia sẻ chi tiết từng dòng máy rồi, cả nhà mình có thể xem lại. Cái này mình chỉ tổng quan dòng máy của năm 2021. Đây cái máy mình nó nhỏ gọn như thế này, giống như hạt đậu. Thì trên đây mình chỉnh lớn nhỏ ở trên đây, và mình bật tắt pin ở chỗ này.
nó nhập chiếu nè, ha, bằng đầu ngón tay út nhỏ hơn, mình có thể nhắm thẳng vào lỗ tai luôn. Và cái dòng HM04 thì cái vỏ bên ngoài cũng y chang, nhưng mà cái ruột bên trong thì cái dòng tương tự. À, thì nãy bà Sơn có nói là hai cái này nó giống nhau quá, nhưng mà bên trong thì ruột nó khác nhau hoàn toàn nghe. Đây, nhìn nó giống không? Hoạt động nè. À, cái dòng HM04 thì do bà con mình xài quen rồi, à, nên là mình thích âm thanh kiểu đó. Và cái nữa là nó nghe nhỏ hơn cái HM06 một xíu, nhưng mà bù lại thì cái lượng pin nó xài lâu hơn. À, thì bà con mình hỏi là những cái máy này thì xài pin cỡ bao nhiêu? Thường á, thì mình xài pin tầm khoảng 20 ngày đến 1 tháng. Đương nhiên là mình xài mình phải tắt máy bằng đêm đi ngủ nè, hoặc là khi mình chỉnh lớn thì nhanh hết pin, chỉnh nhỏ thì lâu hết hơn ha. À, hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu các dòng máy cho cả nhà mình thôi, còn cách sử dụng thì mình coi thêm nha. À, thì mình tóm lại ha, mình máy trợ thính hiện giờ trên thị trường có 3 dòng: dòng máy trợ thính dây đeo, dòng máy trợ thính không dây và dòng máy trợ thính hạt đậu. À, đối với máy trợ thính Trung Quốc thì chỉ có rất là rẻ, vài trăm ngàn. À, nhưng mà máy trợ thính của Nhật thì tầm trên triệu. Máy trợ thính dây đeo là 1.280.000, máy trợ thính không dây là 2.150.000, còn hai dòng máy hạt đậu siêu nhỏ là 3.700.000. Thật sự là đây là dòng rẻ tiền nhất trong các dòng máy trợ thính chính hãng nha. Còn đối với bà con mình hỏi nếu mà đối với trẻ em bẩm sinh thì sao? Đối với trẻ em bẩm sinh đó, thì mình phải đi đo, thì có những tần số trẻ em không nghe được. À, thì mình phải mua những cái dòng máy kỹ thuật số mắc tiền hơn để cài đặt riêng cho em bé đó. À, còn đối với nhìn mình là người lớn nè, thì mình chỉ bị giảm lực cho cái màng rung mình yếu á, mình chỉ cần dùng những dòng phổ thông này thôi, thì nó vừa rẻ tiền, dễ sử dụng và thông dụng. À, giá này mà nó rất là bền, giá này là giá tương đối mềm rẻ so với những dòng máy chính hãng của các nước có tiếng nghe. Rồi, còn Sơn cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Hôm nay mình xem 4 dòng máy trợ thính của Nhật Rionet. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình để dưới bình luận hoặc là liên lạc với số điện thoại của Sơn để bên cạnh. Chúc bà con mình năm mới nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại.